thánh thần vẫn xin ngự đến hồn con đang mong chờ ngài suối nguồn thánh ân hiện xuống này dương gian xin ngài đôi mời ngài ơi xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm ngài ơi xin ngài hãy đến hiến lên ngài ơi lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đời cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Ngày hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây qua trực tuyến cũng như trong thánh lễ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần sẽ giúp mọi người chúng ta tiếp tục mang sứ điệp, mang tin mừng mà Chúa Giêsu đã thực hiện rao giảng cho con người của chúng ta. Chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta để chúng ta biết thay đổi con người của chúng ta, để chúng ta xây dựng giáo hội trong đời sống gia đình, đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Trong cái tâm tình đó, giờ đây chúng ta chạy đến Chúa và tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa chung con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta để sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời. Chúa là Thiên Chúa và Thiên Chúa là con Đức Chúa Trời. Chúa
Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần để thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đồ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra, đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Jerusalem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Phát-thia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Pygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Cơ-rê-ta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đôi
chúc tụng Chúa. Hỡi Chúa, Thiên Chúa của con, Ngài thật cao cả. Ngài mặc áo oai phong lẫm liệt, và Ngài khoác áo lòng bào ánh sáng. Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh để Ngài đổi mới mặt địa cầu. Ngài đặt trái đất trên nền vững, không khí chuyên lấy ngàn đời ngàn kiếp. Ngài dùng vực thắm nhau che lồng bào, và nước đã tụ lại trên đỉnh núi. Lạy Chúa, dòng liêu lo. Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh để Ngài đổi mới mặt địa cầu. Sự việc của Chúa, ôi lạy Chúa, thật là bài chiết thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta
dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Anh sáng tỏ lòng, cha kỳ thân con.
cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cánh cửa đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Tin mừng của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, ngày hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây là một cái món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Và món quà này giúp cho chúng ta tiếp tục mang sứ điệp tin mừng của Thiên Chúa đến cho những người xung quanh và cho thế giới. Trong bài phúc âm ngày hôm nay, chúng ta có thể mường tượng một điều: các môn đệ ai nấy đều sợ hãi. Sợ hãi vì người Do Thái đến bắt và giết các ông. Cho nên Chúa Giêsu đến và đứng giữa các ông và chúc phúc cho các ông: "Bình an cho anh em." Chúa Giêsu biết các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu biết các ông sợ chết. Chúa Giêsu biết các ông đang lo lắng về tương lai của các ông. Cho nên Chúa Giêsu mới ban tặng sự bình an, mà bình an của Chúa là bình an của sự phục sinh, chiến thắng sự chết và chiến thắng tội lỗi. Qua sự bình an của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu muốn trao tặng cho các môn đệ Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần nâng đỡ, trợ lực để cho các ông đi ra ngoài, đi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Trong bài phúc âm ngày hôm nay, hình ảnh của các môn đệ sợ, tôi có thể liên tưởng một điều trong cái hoàn cảnh của chúng ta ngày hôm nay. Hoàn cảnh của chúng ta trong ngày hôm nay, tôi tin chắc là ai nấy đều cũng sợ. Chúng ta sợ bệnh COVID-19. Chúng ta sợ chết. Chúng ta không biết tương lai của chúng ta như thế nào. Mà ngay bây giờ chúng ta cũng có thể cảm giác rằng chúng ta đang đóng cửa kín, đang ở trong nhà. Và đang ở cửa kính và trong nhà, chúng ta sợ những cái điều mà nó sẽ xảy ra cho chúng ta cũng như cho những người xung quanh.
Có biết bao nhiêu triệu người trên đất nước Mỹ này đang lo lắng. Lo lắng vì công ăn việc làm. Lo lắng là không biết lấy tiền ở đâu để mà trả tiền nhà, bao nhiêu cái hóa đơn cần phải trả. Lo lắng không biết là tương lai chúng ta sẽ như thế nào khi mà chúng ta chưa có thuốc trị liệu COVID-19. Ngoài cái vấn đề COVID-19, ngay bây giờ tôi đã nhìn thấy, cũng như quý ông bà và anh chị em đang nhìn thấy. Nhìn thấy trên đất nước Mỹ này, ngoài cơn đại dịch COVID-19, chúng ta đang thấy bao nhiêu ngàn người ngay bây giờ đang xuống đường để mà biểu tình. Chúng ta chưa lo về COVID-19 xong, chúng ta đang lo sợ COVID, mà bây giờ chúng ta lại thấy biết bao nhiêu ngàn ngàn người xuống đường biểu tình. Và trong cuộc biểu tình đó, tôi thấy đau buồn, tại vì những người biểu tình đi biểu tình không sự ôn hòa, dịu dàng. Nhưng mà trong sự biểu tình đó, chúng ta thấy bao nhiêu cái sự hận thù, bao nhiêu cái sự đau khổ mà con người đã gây ra cho chúng ta, bằng cách là chúng ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu người đập xe cửa kính, biết bao nhiêu người đập cửa kính của các cửa tiệm, đi vô cửa tiệm rồi ăn trộm, ăn cắp bao nhiêu thứ. Rồi chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người hỗn độn, chúng ta đánh đập với nhau. Nhìn qua những cái hình ảnh đó, chúng ta sợ, chúng ta lo lắng. Lo lắng trong cái xã hội này, trong thế giới này, con người của chúng ta sống như thế nào? Tối hôm qua cũng như ngày trước, và đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái cuối tuần này, chúng ta đang lo lắng. Lo lắng biết bao nhiêu sự việc, mà trong lo lắng đó chúng ta cũng có thể cảm nhận được các môn đệ lo lắng như thế nào. Chúng ta cần phải suy niệm một điều: khi các môn đệ lo lắng, sợ hãi, các môn đệ làm điều gì? Các môn đệ ở chung với nhau, đóng cửa kín, rồi các môn đệ cầu nguyện cùng với Thiên Chúa và xin Chúa chúc lành cho các ông và nâng đỡ cho các ông trong cái thời gian khó khăn này. Chúa không bỏ các môn đệ, nhưng mà Chúa đến, Chúa mang bình an, và sau đó Chúa thổi hơi và Chúa ban tặng Chúa Thánh Thần để cho các ông có đầy đủ sức lực, đầy đủ can đảm để mà tung cánh cửa, để mà đi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa đến cho thế gian. Chúa Thánh Thần xuống trên các môn đệ hơn 2.000 năm về trước. Cũng là Chúa Thánh Thần 2.000 năm về trước, Chúa Thánh Thần đó cũng sẽ đến với mọi người chúng ta. Và khi Chúa Thánh Thần đến với mọi người chúng ta cần phải mở lòng trí để mà đón nhận Chúa Thánh Thần. Và khi chúng ta mở lòng trí đón nhận Chúa Thánh Thần thì chúng ta cần phải hướng về Chúa Giêsu phục sinh để mà chúng ta tiếp tục mang tin mừng của Thiên Chúa đến cho những người xung quanh. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi suy niệm chúng ta không can đảm như các môn đệ. Chúng ta không có tài năng giống như những người đi trước chúng ta, như các thánh dám hy sinh mạng sống để mà mang tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta không có thánh thiện như một số người, như thánh Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị hay là thánh Đức Mẹ Teresa Alcuta.
Chúng ta nhìn vào con người của chúng ta là con người mỏng giòn, con người yếu đuối, con người giới hạn. Mà con người yếu đuối, giới hạn, mỏng giòn của chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta không làm được việc. Nếu mà chúng ta không làm được việc thì như vậy Chúa Thánh Thần sẽ không làm được việc. Cho nên vì thế khi mà chúng ta mở lòng trí, chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần, thì chúng ta cũng phải nên hiểu một điều là Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ cho chúng ta, để cho chúng ta làm một cái điều gì đó để mà sáng danh cho Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thường nghĩ một điều: anh làm trước, tôi làm sau. Anh chị làm được gì cho tôi? Nhưng mà đừng bao giờ hỏi cái câu đó giống như ông Tổng thống Kennedy. Anh đừng bao giờ hỏi quốc gia làm gì cho anh. Nhưng mà ngược lại, anh phải tự hỏi tôi sẽ làm được gì cho quốc gia. Chúng ta cũng phải đặt câu hỏi đó cho chính mình: giáo hội làm được gì cho tôi? Hay là tôi làm được gì cho giáo hội? Tôi xin gợi ý một số việc nho nhỏ để chúng ta có thể làm để xây dựng nước Chúa ở trần gian này trong giáo hội hiệp nhất và yêu thương. Thứ nhất là chúng ta phải mở lòng, mở trí để đón nhận Chúa Thánh Thần. Khi mà chúng ta mở lòng, mở trí đón nhận Chúa Thánh Thần, thì trong giây phút đó Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Và mọi sự việc chúng ta làm không phải vì tôi hay là vì anh, mà chúng ta làm vì Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy cho chúng ta để chúng ta tiếp tục sống theo con đường mà chính Chúa Giêsu đã dạy. Điểm thứ hai, chúng ta đừng bắt người ta thay đổi, nhưng phải tự hỏi chính bản thân của mình là tôi phải thay đổi điều gì. Chúng ta thay đổi cách ăn nói của chúng ta phải đối xử với nhau như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Và chúng ta phải nên làm những cái điều gì nho nhỏ như Thánh Mẹ Teresa Calcutta mẹ nói: làm việc nhỏ như cái tâm tình chúng ta lại lớn. Chúng ta làm việc nho nhỏ thôi, nho nhỏ thôi. Khi mà chúng ta làm việc nho nhỏ với cái tâm tình yêu thương, thì trong giây phút đó những người xung quanh sẽ nhìn thấy việc nho nhỏ của chúng ta. Và trong việc nho nhỏ của chúng ta, họ sẽ thấy Chúa Thánh Thần đang tác động trong chúng ta. Điểm thứ ba là khi chúng ta bắt đầu đi ra ngoài xã hội, hay là chúng ta gặp một người nào đó, chúng ta đừng bao giờ mang cái hình ảnh của chúng ta, nhưng mà ngược lại, chúng ta phải mang hình ảnh của Chúa Phục Sinh, Chúa Tình Yêu, Chúa của Thương Xót, để chúng ta có thể mang hình ảnh đó đến cho những người xung quanh và cho xã hội ngày hôm nay. Nếu chúng ta mở lòng trí cho Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta biết sửa đổi con người của chúng ta, biết chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa, thì tôi tin chắc là cơn dịch COVID-19 này sẽ không có. Cái sự đi biểu tình, hành động rất là khó coi, bắt ăn cướp, ăn trộm, đánh đập với nhau, nếu mà chúng ta mang ba cái điều tôi nêu ra, thì chắc có lẽ là chúng ta không có sự việc như ngày hôm nay. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hãy cố gắng xin Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta cố gắng luôn luôn sống đẹp lòng Chúa. Chỉ có Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần, chúng ta mới sống sự bình an
Và bình an đó chính Chúa Giêsu ban cho chúng ta, bình an cho anh em. Amen. In the gospel today, Jesus came to his disciples. The first thing he said to his disciples, peace be with you. Peace be with you. Jesus knew that our world is not peace. Look at our COVID-19. Look at the people go down the street, protest, violent, killing, all of that. That's why Jesus said to his disciples, I give you my peace. Jesus' peace give to his disciples, also give it to all of us. My question is, you and I, are we welcome and well receive Jesus' peace into our lives? If we receive Jesus' peace in our lives, I bet you there is no COVID-19. There is no violence. There is no protest. Because we are living peace. But right now, we are not in peace. We are in violence. We are living hatred. Look at around you. Look on the internet. Look at the TV. But today, the world is violent. But the church celebrates the Pentecost, the Holy Spirit coming down. And when the Holy Spirit is coming down, what is his function? His function is to continue to give Jesus peace to all of us. Now I ask you, look into your heart. Are you a peaceful person or are you the hatred person? If you answer the questions, you are a peaceful person, then you need to be happy. You need to be a joyful person. Look at those people who are so violent. Look at their faces. Look at their faces. Look at their actions. This is terrible things. Therefore, I ask you, pray to the Holy Spirit, and the Holy Spirit will give you peace, hope, and love. May the love of God, Jesus Christ, be with you and be with us and in the world now and forever. Amen. Giờ đây, trong cái tâm tình tạ ơn, tri ơn Thiên Chúa với đức tin của chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, lòng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế, phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Chiên Nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đến vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiều khổ hình và mai táng, ngày thứ ba sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ đến trong vinh quang để ban sẽ kẻ sống và kẻ chết.
nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Thiên Chúa đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành giáo hội. Xin Chúa củng cố niềm tin, ban cho giáo hội Ngài thêm phát triển và vững mạnh. Chúng ta tin tưởng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các đức giám mục và các linh mục được ơn soi sáng và ơn can đảm hướng dẫn đoàn chiên của Ngài trong mọi cam go và thử thách. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa Thánh Thần đến trợ giúp cho từng người chúng ta luôn biết sống ôn hòa, bác ái yêu thương từ trong gia đình, trong sứ đạo và trong giáo hội, để nhờ đó chúng ta làm chứng cho tin mừng của Chúa khắp nơi. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa ban bình an cho thế giới, nhất là cho các nơi đang bị dịch bệnh hoành hành. Xin Chúa thương chữa lành cho các bệnh nhân bị lây nhiễm, an ủi cho những người đang đau khổ. Xin thêm sức cho các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và những ai đang dấn thân phục vụ trong môi trường dịch bệnh này. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa ban cho những người thân yêu của chúng ta đã ly trần, cách riêng các linh hồn mới qua đời trong giáo xứ, các linh hồn sinh lễ hôm nay và các linh hồn qua đời vì dịch bệnh được thông phần sự sống của Chúa Kitô trên thiên quốc. Xin Chúa thương chấp nhận những ý khấn chúng ta dâng lên trong tuần này. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con và tiếp tục dẫn dắt, củng cố chúng con nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay Cha sống ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại và họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại để mừng rỡ hân hoan. Đồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức. Vì vậy lại Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban chuộng sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhen và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nơi một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan sông khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Men cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Gia Mục Oscar chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho họ thấy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse Bạn Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa sống lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đã lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp như theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
ngoài đi mãi giữa nhân gian. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong bi tết mình thanh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa cùng kết hợp làm một với Chúa cho tròn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để thần khi Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống của chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho chúng con đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta cùng nhau chạy đến Chúa cầu khẩn cùng với Chúa, xin Chúa chữa lành cho cơn đại dịch COVID-19 này. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang hợp nhau cầu nguyện. Tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Hãy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu. Xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nghĩa thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ Đức Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ba phúc lành cho mọi người chúng ta bây giờ và mãi mãi. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em luôn khỏe mạnh và bình an. Alleluia. 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 Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Yeah.